lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát lại phải làm thế nào để biết tướng tóm lược quảng diễn của tất cả pháp phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát rõ biết như thật tất cả pháp chẳng hợp chẳng tan thì đại bồ tát ấy như thế sẽ biết tướng tóm lược quảng diễn của tất cả pháp cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn tất cả pháp chẳng hợp chẳng tan là những pháp nào Phật dạy, này thiện hiện, sắc chẳng hợp chẳng tan, thọ tưởng hành thức cũng chẳng hợp chẳng tan, nhãn xứ chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng hợp chẳng tan, sắc xứ chẳng hợp chẳng tan, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng hợp chẳng tan. Nhãn giới chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng chẳng hợp chẳng tan, sắc giới chẳng hợp chẳng tan, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng hợp chẳng tan. Nhãn thức giới chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng chẳng hợp chẳng tan, nhãn xúc chẳng hợp chẳng tan, nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng chẳng hợp chẳng tan, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hợp chẳng tan, các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng hợp chẳng tan địa giới chẳng hợp chẳng tan, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng hợp chẳng tan, vô minh chẳng hợp chẳng tan, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng chẳng hợp chẳng tan, bố thí ba la mật đa chẳng hợp chẳng tan, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng chẳng hợp chẳng tan, pháp không nội chẳng hợp chẳng tan, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không pháp không, không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng hợp chẳng tan chân như chẳng hợp chẳng tan pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng hợp chẳng tan Thánh đế khổ chẳng hợp chẳng tan, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng hợp chẳng tan, bốn tịnh lự chẳng hợp chẳng tan, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng hợp chẳng tan, tám giải thoát chẳng hợp chẳng tan, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng chẳng hợp chẳng tan. Bốn niệm trụ chẳng hợp chẳng tan, bốn chánh đạo, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng hợp chẳng tan, pháp môn giải thoát không chẳng hợp chẳng tan, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng hợp chẳng tan.